À, xin chào anh em, nay mình mới về thêm chiếc điện thoại đó là model tên là A9 nhá. Nó hôm nay nó về ba màu sắc, chúng ta là phiên bản màu xanh này, phiên bản màu đen xanh tím than và phiên bản màu đen. Cái viền cắt của nó là màu trắng nhá, cái nút home này đó. Và cái này màu xanh thì là màu xanh rồi, còn phiên bản màu đỏ. Phiên bản màu đỏ thì là phiên bản đắt màu nhất. Mình đang thử gắn sim để đây để nghe nhạc thử xem có được không. À, mình sẽ cùng thử cái máy này cho mọi người xem. Đầu tiên thì nó được bọc trong một cái hộp như này, màu xanh. Máy thì được bảo hành thời gian là 1 năm nha. Cái này là máy Trung Quốc nha mọi người nha. Nó chỉ đề tên là Nokia thôi. Cái này thì nó là 3 sim 3 sóng này. 3 sim 3 sóng của mọi người nhìn thấy 3 vạch này. Việt Nam Mobile hay là bất kỳ mạng gì thì những cái điện thoại Trung Quốc nó đều sóng rất là khỏe. Số to, phím bự. Đấy. Ở đây thì 3 sim 3 sóng nha mọi người nha. Chắc là mình khỏi mở quá. Hay là mình sẽ mở cùng một cái máy khác ra. Đó, đây là có một viên pin màu đỏ bên trong. Viên pin này có dung lượng là 2500 mAh. Pin này xài khoảng tầm 5 ngày mới hết pin nha. Pin này thì nó sẽ gắn cho cái máy A9 Plus 1 sim, 2 sim và 3 sim. Đây là một khe cắm thẻ nhớ nha. Mọi người muốn gắn sim 3 thì các bạn gạt ra, ráp sim vào rồi gạt xuống. Rồi, cùng đi vào cái sản phẩm của ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta phải nói cái màn hình của nó là 2.4 inch. Màn hình của nó có cong 2D ở bên góc này này. Nhìn nó hơi ngầu ngầu một chút. Con này thì nó cũng ít chức năng lắm. Nó chỉ để là đa phần là nghe gọi này, nghe em không cần tai nghe này, nghe nhạc này. Ngoài ra thì có 3 sim 3 sóng là một cái lợi thế đặc điểm rồi. Có cái đèn pin ở trên đầu máy giữ nguyên phím 0 để bật lên này. Ây à. Rồi mình đang nghe đài nó không cho bật. Mình thử lại ha. Rồi đó. Có nút đèn pin đấy thôi. Ngoài ra thì mình sẽ cùng thử xem bên trong nó còn cái gì nữa nha. Loa to rồi đấy. Vào phần menu này nó có phần đa phương tiện này. Có nhật ký của gọi danh bạ. Danh bạ thì quan tâm là danh bạ. Nó được bao nhiêu số? 150 số. Rất là ít. Facebook cái gì cái này chắc là không vào nổi đâu mọi người. Máy ghi âm. Đài FM. Cài đặt điện thoại này. Chế độ tiết kiệm điện, an toàn, pin. Cái này quan tâm đến cái phần là riêng tư thì chúng ta sẽ khóa được thay đổi mật mã trên điện thoại này. Rồi vậy thôi, nói chung là máy này nó chỉ có như vậy thôi mọi người. Chơi thì rắn với bạn thôi, không có gì cả. Rồi vậy thôi nha. Máy này thì đang bán với giá là khoảng tầm dưới 400.000, 350, 400 gì đó. Mọi người truy cập cái website mình đang bán là alophone.vn nha. Nếu anh em là chưa theo dõi kênh YouTube của mình thì có thể theo dõi mình để xem những cái video tiếp theo. Xin chào và lại video tiếp theo. Cảm ơn anh em.